Channel của Vàng nha mọi người. Và hôm nay á, Vàng với thằng nhóc đây và một lũ trẻ kia nữa mọi người. Bạn của thằng nhóc á, hôm nay mấy anh em mình đi dạo đi kiếm thấy cái rừng ăn nha mọi người. Mình với thằng nhóc đã đứng ở cái cánh đồng ruộng ở cách khoảng nhà Vàng và mấy đứa nhóc khoảng 4-5 cây số nha mọi người. Mấy anh em mình làm cái clip mà đi kiếm cái cây rừng á, và mấy anh em mình phát hiện được cái cây vú sữa nha mọi người. Bây giờ Vàng với mấy đứa nhóc sẽ đi leo lên cái cây vú sữa mà Vàng với mấy đứa nhóc đã phát hiện được và hái vú sữa và chia sẻ cùng mọi người nhé. Bây giờ mà Vàng mời mọi người đi theo chân Vàng và mấy đứa nhóc đi lại hái vú sữa nhé mọi người. Bây giờ Vàng với nhóc của Vàng mọi người đang tiến lại cái cây vú sữa đằng kia mọi người đó, ở dưới gốc cây kia đó mọi người. Và mấy đứa nhóc bạn của nhóc này á đã lại đó và chuẩn bị đang hái vú sữa nha mọi người. Và Vàng với nhóc á bây giờ tiến lại cái cây vú sữa và mấy anh em mình sẽ hái vú sữa và ăn để chia sẻ cho mọi người nha mọi người. Và trước mặt mọi người đó chính là cái cây vú sữa nha mọi người. Vú sữa này là cây vú sữa tím nhé. Bây giờ Vàng với mấy đứa nhóc á sẽ leo lên cái cây vú sữa này và tìm hái những trái vú sữa chín. Nhóc của mình nó đã hái được 2 trái vú sữa rồi nha mọi người ơi, và nó sẽ leo lên và kiếm thêm nha mọi người. Đó, cái cây vú sữa này chắc cũng đã lâu năm rồi mọi người, gốc rất là bự luôn. Và mấy đứa nhóc nó kêu là ở trên đây chín cùng một mớ nhé. Và nhóc đây đã hái được 2 quả rồi á. Rồi mấy em đứa nào truyền lụm 2 cái trái vú sữa của nhóc hay chín rồi mang xuống đây, dục xuống để cho nhóc đây để chụp em. Mấy đứa nhóc leo lên cẩn thận nha, nhớ cẩn thận chưa, đi từ từ không té nha. Đằng này có 2 cái mít đó mọi người, trái nó cũng rất là sai luôn, rất là to luôn mọi người, nó kê bên cái cây vú sữa này. Lai rai mà hái từ nãy vô được một mớ luôn mọi người. Chờ lát nữa Vàng chờ mấy đứa nhóc nó hái xong á, rồi Vàng sẽ dồn những cái mà vú sữa chính của mấy đứa nhóc hái từ nãy giờ á, và mấy anh em mình ngồi tập trung lại ăn và chia sẻ cùng mọi người nhé. Vàng đã leo lên cây vú sữa cùng mấy đứa nhóc rồi nhé. Đó, và ở trên cái cành mà thằng nhóc mình nó đang leo trên đó đó là có mấy quả chín nhé mọi người, nó đang ở ngoài chóp đó. Bây giờ thằng nhóc mình sẽ leo ra hái nha. Nói chung là từ nãy giờ anh em mình cũng đã kiếm được hái được nhiều vú sữa chín rồi nhé. Bây giờ mấy anh em mình sẽ xuống đất và ngồi ăn thôi nha mọi người. Vú sữa mấy anh em mình đã hái xong rồi nha mọi người. Và bây giờ Vàng cho mấy đứa nhóc của mình sẽ tiến lại cái chỗ bãi cỏ chỗ kia kìa, mát mát kìa. Rồi mấy anh em mình ngồi thưởng thức nha mọi người ơi. Tại vì chỗ đây nó hơi bị rác trến, hơi bị ở dưới gốc cây rất là nhiều muỗi nha mọi người. Mấy anh em mình ngồi ở chỗ đây nè. Đó đó em, ngồi tại chỗ đó luôn đi. Đó, mấy anh em mình ngồi chỗ đó luôn đi. Ngồi chỗ đó luôn mà ăn. Đó, và tổng cộng là hôm nay là mấy anh em đi là 2, 4, 5, mình nữa là 6 người nha mọi người. Bây giờ mấy anh em mình sẽ ngồi tại đây và ăn vú sữa nha. Và đây là vú sữa mà từ nãy giờ mấy anh em mình hái nha mọi người ơi. Nãy á mấy anh em mình hái thịt nhiều mà dưới có mấy nhóc này xin ngồi dưới nó ăn hết rồi nha mọi người. Không biết mọi người nó ăn hết á nên giờ còn lại được mấy quả thôi. Bây giờ Vàng mời mọi người ăn vú sữa cùng với mấy anh em mình nhé. Đây là vú sữa tím nha mọi người ơi. Nó chính là có một cái phần đầu đỏ và dưới đó là xanh nha mọi người. Mà vú sữa này ăn rất là ngọt, rất là ngon luôn mọi người. Bây giờ Vàng với nhóc đây đứa nào giờ còn vú sữa nè. Đó, và giờ mấy anh em mình mời mọi người ăn với mình một quả vú sữa này nha mọi người. Mời mọi người nhé. Ăn đi mấy đứa. Ngọt lắm mọi người. Rất ngon luôn mọi người. Đây là vú sữa mà vú sữa đây là vú sữa của ngày xưa mọi người. Cũng lâu lắm rồi Vàng chưa ăn lại vú sữa này á. Hôm nay Vàng mới ăn lại này mọi người và để chia sẻ cho mọi người á. Ngon đúng không mấy đứa? Mấy đứa nhóc này mọi người, Vàng mới quen hơn. Do Vàng quen là quen nhóc đây nè. Rồi mấy đứa nhóc này là bạn của nhóc này mọi người.
Và mấy anh em mình hả? Bữa nay á, nó kêu Vàng đi với nhóc này, mà mấy đứa nhỏ nhỏ này á, nó có công việc ở gần đây mọi người, và nó biết Vàng với nhóc này đi đi kiếm á, nên nó cũng ra để quay cùng với mọi người. Và có lẽ là có khi là những cái clip sau á mọi người, có lẽ là cũng đi quay với mấy nhóc này nha mọi người. Và giờ Vàng mời mọi người miếng nữa nha mọi người, cho tại vì nãy đi hái mà dưới ba đứa nhỏ này ở dưới góc á mọi người, nó ăn hết rồi, chỉ còn lại nhiêu đây thôi mọi người, nên là Vàng không thể chia sẻ nhiều cho mọi người á. Vàng mời mọi người nhé. Ngon không mọi người? Rất ngon luôn. Đã lắm mọi người. Hồi nãy Vàng ăn cái hộp ở trong rồi mọi người, giờ còn đây là cái phần cơm một tay vú sữa nhé. Ngon mọi người. Rất đã luôn mọi người. Thôi nói chung là còn một miếng nữa thôi nha mọi người. Vàng mời mọi người một miếng này nữa là Vàng xin dừng clip nha mọi người, tại vì vú sữa giờ không còn nữa, mấy đứa nhóc đang hết rồi mọi người. Vàng mời mọi người một miếng nữa nha mọi người. Ngọt quá. Lâu rồi Vàng chưa có ăn nha mọi người, nên ăn lại thấy rất ngon luôn mọi người. Rất ngon luôn. Có lẽ cái clip của Vàng tới hôm nay tới đây thôi nha mọi người. Nếu mọi người thấy yêu quý Vàng thì hãy đăng ký kênh cho Vàng Vlog nha, và đừng quên bấm nút chuông phía bên phải để theo dõi clip mới nhất của Vàng và mấy đứa nhóc nha. Bây giờ Vàng mấy nhóc xin chào và hẹn gặp lại nha, bye.